Dự án đường nối Trần Quốc Hoàng đến Cộng Hòa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, một trong năm dự án trọng điểm nhằm xóa giảm ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ chính thức khởi công vào tháng 11 tới. Dự án này đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định chủ trương đầu tư từ năm 2016 với quy mô 4 làn xe, rộng từ 20 đến 22 mét, tổng vốn đầu tư là 1.402 tỷ đồng. Với việc điều chỉnh quy hoạch sân bay tới năm 2030, cộng thêm xây dựng nhà ga T3 của Bộ Giao thông Vận tải năm 2018, khiến áp lực giao thông khu vực dự kiến tăng cao. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sau đó đã phải thực hiện điều chỉnh quy mô tuyến đường lên 6 làn xe, rộng từ 29,5 cho đến 48 mét, tổng vốn đầu tư tăng lên thành hơn 4.800 tỷ đồng. Hiện nay, Ban Giao thông đang thực hiện công tác thiết kế chi tiết và lựa chọn nhà thầu. Trong tháng 11, chủ đầu tư sẽ khởi công trước hạng mục hầm chui đầu tuyến tại nút giao đường Trần Quốc Hoàng, đường Phạm Thúc Duyện. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2024, phù hợp tiến độ hoàn thành nhà ga T3. Dự án xây dựng đường nối Trần Quốc Hoàng với đường Cộng Hòa là một trong những dự án trọng điểm được kỳ vọng nhất nhằm giảm tải giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.